Cuộc sống diễn viên Kinh Quốc sau ồn ào vợ đại gia bị bắt giờ ra sao? Nửa đầu năm 2021, vụ việc vợ của diễn viên Kinh Quốc bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và khiến dư luận xôn xao không ngừng. Trước khi bị bắt, vợ của nam diễn viên được biết đến là doanh nhân giàu có khét tiếng tại Vũng Tàu. Kể từ sau khi xảy ra lùm xùm, Kinh Quốc trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Đối diện với ồn ào của bà xã ở thời điểm, nam diễn viên vẫn chọn cách im lặng và hạn chế xuất hiện trước giới truyền thông. Trang Facebook cá nhân, Kinh Quốc cũng chọn cách tạm dừng cập nhật thông tin, hình ảnh để tránh những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Dù vướng phải ồn ào, tuy nhiên về công việc cá nhân, Kinh Quốc vẫn duy trì đều đặn. Đến cuối năm 2021, sau nửa năm ở ẩn, Kinh Quốc mới lần đầu chia sẻ trên mạng xã hội vài dòng triết lý đầy sâu sắc. Cứ kiên nhẫn, kiên trì, gặp thất bại cũng đừng nản, rồi cũng có lúc bạn thành công, cơ hội luôn đến với mỗi người sau một thời điểm nào đó. Kể từ khi quay lại mạng xã hội đến nay, Kinh Quốc cũng không chia sẻ và không nhắc đến bà xã Thu Trà trong bất cứ bài đăng nào. Tuy vậy, những dự án cá nhân, nghệ thuật và Kinh Quốc tham gia vẫn được anh cập nhật đều đặn. Có lẽ sau những ồn ào liên quan đến vợ đại gia, nam diễn viên không muốn nhắc đến hoặc chia sẻ thêm mà thay vào đó để phát triển con đường nghệ thuật. Sau khi đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, năm 2014, Kinh Quốc vướng tin đồn nẻ nò doanh nhân Thu Trà. Phải hơn 2 năm sau đó, Kinh Quốc mới lần đầu thừa nhận bén duyên với nữ doanh nhân. Nam diễn viên từng khẳng định không ăn bám bạn đời vì lúc mới quen, Thu Trà gặp khó khăn trong chuyện làm ăn, rồi sau đó mới dần dần vực dậy. Do cả hai từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, có con riêng nên dễ dàng đồng cảm và trân trọng mối quan hệ. Kinh Quốc cũng tiết lộ bà xã không thích xuất hiện ở môi trường giải trí, thậm chí không bao giờ xem phim ảnh đóng. Trong thời gian sinh sống cùng nhau, Kinh Quốc và vợ có một ngôi nhà 7 tầng ở mặt phố thành phố Hồ Chí Minh với trị giá lên đến gần 50 tỷ. Anh lái ô tô giá 6 tỷ đồng do vợ tặng.